Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, ở tại Georgia thì cảnh sát cho biết là nhờ tin báo từ học sinh cũng như là các giới chức lãnh đạo của một trường trung học mà họ đã vừa ngăn chặn được một cái vụ tấn công nhắm vào một nhà thờ của người gốc Phi Châu với cái mục đích là kỳ thị, và xém chút nữa là xảy ra một cái vụ hate crime mà hung thủ lại là một cô bé mới có 16 tuổi thưa quý vị. Thì bởi vì chưa có đủ tuổi và cũng như là cái việc này ngăn chặn thành công cho nên là cảnh sát họ không có công bố hình ảnh cũng như là tên tuổi của cái cô gái này. Nhưng mà chuyện xảy ra đó là cho một cái nhà thờ ở tại Gainesville, Georgia. Đây là cái nhà thờ địa phương do một nữ mục sư tinh lành chủ trì thưa quý vị. Thì cảnh sát nói rằng vào hồi mới tuần trước họ nhận được tin báo của một cái trường trung học nói rằng có một học sinh muốn thực hiện một cái vụ tấn công những cái người đi nhà thờ gốc Phi Châu ở đây, muốn thực hiện một cái vụ giết người hàng loạt. Và tin báo này là do bạn của cái cô bé này nghe được cái cô này cổ nói, và khi mà cảnh sát đến nơi thì họ thực sự nhìn thấy cái cô gái này 16 tuổi là một cô Mỹ trắng nhưng mà không biết tên tuổi. Thì cô này cổ đi vào trong cái nhà thờ mà rất may là cái hôm đó không có ai ở đây cả, và cảnh sát lục soát được trong người cô này cổ có cầm theo một con dao thưa quý vị, là nếu như mà có người thì có thể là cô này cổ đã đâm người ta rồi. Thì khi mà điều tra cảnh sát lục soát, họ phát hiện được cô này cổ có giữ một cái quyển nhật ký và cổ ghi xuống rất là rõ là cổ đã theo dõi những cái nhà thờ Phi Châu trong địa phương, nhưng mà không có nêu lý do vì sao cuối cùng trong tất cả các nhà thờ cổ chọn cái nhà thờ này. Và cổ đã mỗi một tháng cổ đi đến những cái nhà thờ cổ nhắm, thì cái lần cuối cùng cổ đi vào cái nhà thờ này là mới hôm thứ Tư tuần trước, để mà có thể là theo dõi cái tình hình ở đây để mà thực hiện cái vụ tấn công. Và cổ cũng đã tự mình đi thu giữ nhiều con dao thưa quý vị. Cho nên là cảnh sát nói rằng họ chứng thực tìm thấy có vũ khí, và hiện nay cái cô 16 tuổi này đã bị bắt và đang chuẩn bị hầu tòa với rất là nhiều tội thưa quý vị. Thực hiện vụ thảm sát hàng loạt mà bằng dao tại Stockton, khoảng San Francisco với Sacramento và cả cái khu vực miền Bắc California, ngày hôm qua cảnh sát đã mở cuộc họp báo và vừa công bố một vụ bố giáp thanh trừng những băng đạn tương tự như vào tháng rồi ở tại thành phố Santa Ana, Garden Grove, Westminster với Anaheim cũng đã có những cái vụ săn lùng những cái tay mà nằm trong các thành viên của băng đạn. Cảnh sát của Sacramento cho biết là một chiến dịch mang tên là Operation Red Ruins. Ruins là những khu vực hoang cổ đã bị tàn phá từ thời Trung Cổ cả mấy trăm năm trước. Họ dùng cái chữ Ruins và màu đỏ để nói lên chiến dịch này. Lý do là đây là băng nhóm thành viên của băng đảng Norteño Street Gangs. Cảnh sát cho biết có tới 50 tên đã bị bắt, và đây là hình ảnh và trên danh sách của những tên này, và chúng ta thấy phần lớn là những người gốc châu Mỹ Latin. Thế thì bọn này trong thời gian qua đã hoạt động tội ác như thế nào? Bọn chúng chuyên môn giết người, có khả năng là nhờ những người khác giết hoặc là những người khác nhờ băng đảng này giết người. Ma túy, rồi tống tiền, cướp, mọi thứ đều liệt kê trong các hoạt động của băng đảng này. Cảnh sát tịch thu được 42 cây súng, 25 pounds
tức là 12 kg các loại thuốc phiện, ma túy vân vân và 6.000 Mỹ kim thì quý vị. Họ nói rằng cơ quan FBI, lực lượng an ninh của cảnh sát đã phối hợp trong thời gian dài để mà truy lùng những cái băng đảng này. Và điều này để chứng minh cho thấy là ở California, các băng đảng từ châu Á như ở Fresno, ở miền Nam California, châu Mỹ, Latin, châu Phi vân vân vẫn tiếp tục hoạt động. Và đây là những nỗ lực để làm giảm cái tình trạng mất an ninh, an toàn nơi công cộng. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ở tại Detroit có một gia đình hiện nay họ đang nộp đơn kiện một cái giáo phận ở đây sau khi mà người linh mục trong cái đám tang của người con trai gia đình này đó, thay vì theo như yêu cầu của gia đình là nhắc lại những cái hình ảnh tốt đẹp của người quá cố, thì linh mục này lại trong cái bài giảng của mình lên án cái người quá cố và còn ám chỉ rằng cậu ta có thể không được đi lên thiên đường bởi vì dám tự tử, thưa quý vị. Dạ vâng, thì vào ngày 4 tháng 12 năm 2018 đó, đây là cậu Mason Hulibarger, 18 tuổi, là một học sinh giỏi cũng như là vận động viên ở trong trường, nhưng mà có thể bị trầm cảm hay sao đó mà cậu đã tự tử, thưa quý vị. Thì đến ngày 8 tây tháng 12, gia đình đã đi đến nhà thờ địa phương đó và họ gặp linh mục là ông Don LaCuesta để mà sắp xếp tang lễ. Thì theo như gia đình nói rằng họ đã đến gặp linh mục này đến vài lần lận để mà giống như là muốn biết sắp xếp tang lễ như thế nào, rồi gia đình nhấn mạnh là chỉ muốn kể lại những cái kỷ niệm vui khi mà Mason còn sống, và đặc biệt là hai người cha mẹ này nói rằng họ không hề nói cho linh mục biết là con trai của họ tự tử. Thế nhưng trong tang lễ thì có thể là cái vụ này nó lên báo cho nên ông linh mục ông biết hay sao đó. Ông cảm thấy bị lừa. Thì cho nên là trong cái bài giảng của ổng thì ổng có đưa ý kiến cá nhân vào, thưa quý vị, và gia đình này họ nói là ông nhắc đến 6 lần cái từ mà tự tử, và rồi cuối cùng ông khi mà ông cứ nói về tự tử như vậy thì người cha ông có tiến lên và ông năn nỉ ông linh mục, ông nói là Father please stop, ngừng lại đi, nhưng mà ông linh mục ông tiếp tục ông giảng và cuối cùng ông chốt lại cái bài giảng với cái câu là với cái hành vi như vậy thì ông không nghĩ là cái cậu này có thể đi lên thiên đàng. Dạ vâng, thì sau khi đó thì gia đình tức tối quá mới viết thư khiếu nại với giáo phận và yêu cầu là linh mục là Christa phải bị thuyên chuyển chức vụ. Giáo phận Detroit có gửi thư xin lỗi cái gia đình này và cho biết là từ nay sẽ không để linh mục này chủ trì những cái tang lễ nữa, nhưng mà không có thực hiện cái yêu cầu là thuyên chuyển linh mục này. Chính vì vậy mà đến tuần này thì gia đình này họ quyết định họ nộp đơn kiện giáo phận Detroit, thưa quý vị. Trở lại với bản tin lúc nãy chúng tôi đề cập tới liên quan đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, và phía Hạ viện Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật mang tên là Dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông. Ngày hôm nay ở tại sân trường của trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông điêu tàn luôn, thưa quý vị. Đây là hình ảnh mới nhất và được ghi nhận được. Trong khi đó, ngày hôm qua thì nói rằng có khoảng 100 sinh viên hoặc là những người biểu tình cọt kẹt lại ở trong sân trường và họ đang trốn tránh. Thực phẩm thì bắt đầu cạn kiệt, nước uống cũng không còn nữa. Đến sáng ngày hôm nay, đến giờ phút này, dưới 100 người, chỉ đó là cái điều mà có thể nói thôi, còn không biết được còn bao nhiêu em còn kẹt bên trong. Bởi vì phóng viên báo chí họ tường thuật, họ nói rất nhiều người trẻ đã tìm cách đào thoát khỏi bởi vì họ không muốn bị bắt. Và tin tức mới nhất ghi nhận được, cảnh sát Hồng Kông cho đến lúc này đã bắt được khoảng 1.000 người trong các cuộc biểu tình này. Lần này thì rõ ràng lực lượng cảnh sát và chống bạo động bằng mọi giá là đánh tan nỗ lực biểu tình bạo động kéo dài cả 6 tháng trời vừa qua. Mà gần đây nhất chúng ta thấy vào hôm cuối tuần, cho đến khi mà cái nhóm sinh viên hoặc là những người trẻ này chạy vào trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông để trấn thủ ở tại nơi đây. Cảnh sát Hồng Kông họ không có muốn dùng vũ lực quá đáng, chính vì vậy họ đang bao vây toàn bộ khuôn viên của trường Đại học Bách Khoa để siết chặt
thực phẩm và nước uống cho đến khi nào những người trẻ này họ đói lả ra hoặc là chịu không nổi nữa thì sẽ đầu hàng. Một số em theo bản tin vào sáng ngày hôm nay ghi nhận có thể em không đầu hàng và chịu chết luôn. Tức là các em sẵn lòng chết về cái lý tưởng tự do dân chủ, không ai muốn điều đó xảy ra. Cho nên vào giờ phút cuối, chúng tôi tin là cảnh sát có khả năng là sẽ ập vào đây để không để cho các em này tự tử hoặc là chết một cách sẽ gây ảnh hưởng chung tới cái hình ảnh của giới lập pháp của Hồng Kông. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến quý vị nội dung của văn bản phía Thượng viện thông qua về đạo luật dân chủ tự do cho Hồng Kông như thế nào. Và nó có hơi khác một chút xíu với văn bản của Hạ viện. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.